Địa điểm thứ hai trong ngày đi du lịch tại Pattaya của Giang đó chính là khu vực chợ nổi Pattaya Floating Market. Đó. Thật ra thì là Giang đã tới Pattaya một lần rồi nhưng mà cái khu chợ nổi là mình cũng chưa đi. Ở phía bên trong này thì mọi người có thể chiêm bái được xá lợi Phật ở ngay ngoài cửa. Ở phía bên trong này thì cũng có tượng Phật luôn. Đó. Và ở trong đây thì có rất là nhiều những cái món ăn ngon mà họ bán ở trên ghe, trên thuyền khác nhau. Ôi ngon vãi. Cái này nói chung là ẩm thực Thái rất là ngon các bạn ạ. Rất là ngon. Mà rẻ nữa. Còn 60 bạn. Cho anh xin đi. Thôi cơm dừa rất là ngon. Mềm. Mềm thật là mềm. Vì ăn quá nhiều đồ cay cho nên là bây giờ Giang sẽ quyết định là được rồi em. Đã quyết định dừng lại và uống. Cái này là nước hốt nốt đúng không? Ôi, đã ăn cay sao uống này ngon vãi luôn. Nhà thiên đường dành cho tín đồ đam mê sầu riêng. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, ở bên Thái là mọi người không được mang sầu riêng vào trong khách sạn đâu nha. Nếu không sẽ bị phạt ít nhất là từ 5.000 baht trở lên ấy. Sau một hồi đi lên quanh thì Giang đã mua một hộp sơ xoài nhưng mà để quên ở đâu đó và không tìm thấy. Bây giờ Giang quyết định phục thù bằng cách mua lại một hộp khác. Và thực sự là một hộp sơ xoài này Giang mua với mức là có 50 tạp thôi mọi người ạ. Mà nhiều vô cùng, nhiều vô cùng. Thank you, cảm ơn cặp. Ừ, quá đâu rồi. Mình một cái cho anh cái này là mình có. Ở mình đi. Gia đình mình năm qua đi đọc ạ. Gia đình mình học tên của mình ra.